Rồi, sau khi gửi xe mình đi xuống phi trường Tân Sơn Nhất là vậy. Thì có cầu thang bộ. À, đây mình có thể thấy sân bay bên ngoài đó. Có bán quầy nước giải khát nè. Ok, tôi đang có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất cái gì. Quay một vòng cho quý vị xem nha. Đây, toàn cảnh cái chỗ Bắc Kinh bãi xe. Đây là không gian bên ngoài cái gì. Taxi đậu nè. Ok. À, gà đi trong nước D1. Đây có xích và bớt đó vậy. Quý vị đi vào trong phi trường giá rẻ đó, đi xe 49 nè. Khoảng 15 phút có anh chuyến. Ở đây cổng bên ngoài của sân bay nè. Đây có bạn hướng dẫn sẵn đi quầy thông tin và đây là ga đến A2. Cái gì thấy nếu mà ra đón người nhà ở trong nước đi chơi về Sài Gòn sẽ đáp xuống và ra cái cổng A2 này nè quý vị. Ví dụ như đi Phú Quốc hay Nha Trang, Quy Nhơn, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng vân vân á, thì khi về lại Sài Gòn sẽ đáp xuống đi ra cổng này nè. Và bên phải cổng B là ga đi. Rồi đây là bên trái, đây là cũng ga đi luôn, nhưng mà đây là cổng của Vietnam Airlines. Đi vòng đi xem ha. Đó, đi vòng bên ngoài thôi, vô trong để cho quý vị không có bị lặp lại cái cảnh đó. Đây là xe đến đón về nè. Có nhiều quý vị đi mấy mươi năm rồi chưa nắm được cái tình hình sân bay. Bây giờ nó cập nhật nó mới thì sao ha. Coi phim này đỡ nhớ nha. Và bây giờ là sáng ngày 21 tháng 4 2017 nha quý vị. Đây có mấy trụ ATM để rút tiền nè. Đây là cổng ra đi trong nước D2. Đi trong nước A. Thì đi hãng Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cái gì là đi ở khu vực này. Và đây là khu vực đóng hàng, gói hành lý cái gì. Ok. Rồi. Trong thời gian chờ đợi thì có cà phê phục vụ. Đây quầy vé Vietnam Airlines. Đây các bạn thu đổi ngoại tệ ngân hàng money exchange này. Bán bánh mì.
đây là ga đến A1. Đó, nói chung là bây giờ phi trường Tân Sơn Nhất chia làm hai khu, khu dành cho quốc nội và quốc tế, và Hải Công Minh đang có mở ga quốc nội, và giữa đây là cổng A1, hay là ga đến quốc nội. Còn nãy mình vừa đi qua bên chỗ vừa xong đó là ga đi của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific. Còn giờ qua khu này là khu D3, là khu đi của hãng Vietjet Air. Đó, quý vị đi hãng Vietjet thì đi vô cổng nằm bên phải nha quý vị. Thì nó chia theo từng khu vực rõ ràng ha. À, đây là cổng đi của Vietjet. Ta đang đóng gói nha quý vị. Đây, tiếp viên hàng không Vietnam Airlines. Đó. Và như vậy phần ga quốc nội như vậy. Bây giờ giữa ga quốc nội và quốc tế có cái lối đi nè, cái hành lang này gì thấy không? Ở trên có mái che không có bị mưa. Đó, đi bộ qua ga quốc tế cho quý vị xem luôn. Là ga mà quý vị ở nước ngoài về và đi á, là đi vô ga này nè. Còn ra quốc nội là về Việt Nam rồi, quý vị muốn bay ra Nha Trang, Đà Nẵng chơi đó sẽ đi ra quốc nội, chia làm hai khu. Đây, toàn cảnh hành lang lối đi nữa gì, nối giữa ra quốc nội và ra quốc tế nè. Sáng hôm nay nắng đẹp, quý vị thấy. Và từ đây có thể nhìn qua khu vực ra quốc nội nè. À, đẹp không? Đó, khách là transit từ ga quốc tế qua ga quốc nội thì đi trên đường này. Ví dụ quý vị về tới Sài Gòn, quý vị muốn bay thẳng Đà Nẵng liền á, không có cần vô Sài Gòn, transit tại phi trường luôn, thì sẽ đi trên đường này nè. À, đang đi qua ga quốc tế gì ha. À, đây là đường đi vào cái cổng đài không lưu nữa gì đó. Khu làm việc kiểm soát không lưu á. Chị thấy trên đây là cái cầu vượt. À, chị thấy nè, là để cho xe hơi á quý vị. Ô tô đó đi vào sân bay quốc tế đó, người ta sẽ chạy lên cái cầu vượt này là lên tầng 1 luôn. Còn tầng mặt đất là người ta sẽ chỉ là ga đến đón quý vị về thôi. Còn ga đi á, nằm trên tầng 1, quý vị sẽ đi lên cầu vượt này để vào check-in á. Thấy toàn cảnh của ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất nè. Đây, những đoàn khách quốc tế vừa đáp xuống đây vậy, đang chờ người thân xe tour đến đón đi nè. À, rồi, đây là toàn cảnh phía trước Bắc Kinh nè quý vị. À, đẹp không? Ở trong nó có cà phê, có bán phở, sim card.
đó, vậy nghe cái tín hiệu thông tin đó. Ok, thank you, see you quý vị ha.